Sáng nay, tại trường bắn quốc gia khu vực 2, Sư đoàn Không quân 372, Quân chủng Phòng Không không quân, tổ chức bắn ném bom đạn thật mục tiêu mặt đất năm 2022 với sự tham dự và chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tổ chức thực hành bắn ném bom đạn thật năm nay, Sư đoàn Không quân 372 sử dụng các loại máy bay chiến đấu, tiến hành công kích mục tiêu mặt đất ban ngày và ban đêm với các nội dung bay bằng, bổ nhào, ném bom, phóng rocket biên đội và đơn chiếc. Kết quả, tất cả các lượt bắn ném đều đạt khá giỏi trở lên. Nhiều lượt bắn ném đạt xuất sắc. Các phi công tổ bay đều hoàn thành tốt yêu cầu chiến thuật, kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Nhiều phi công lần đầu tham gia thực hành bắn ném đã đạt loại giỏi. Đợt thực hành bắn ném bom đạn thật lần này nhằm đánh giá kết quả huấn luyện của các đơn vị, đồng thời góp phần nâng cao trình độ chiến đấu của đội ngũ phi công, trình độ chỉ huy bay, khả năng phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa các thành phần bảo đảm, tăng cường thực hành cho các phi công tự tin, làm chủ khí tài, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị không quân. Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa đánh giá cao công tác chuẩn bị chặt chẽ, nghiêm túc và yêu cầu các lực lượng tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng, chuẩn bị đầy đủ nội dung trong mỗi giai đoạn bay. Từng phi công phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, nắm chắc bài bay, các yếu lĩnh, động tác kỹ thuật, sẵn sàng xử lý mọi tình huống bất trắc xảy ra trong chuyến bay. Tổ bay, sĩ quan dẫn đường nắm chắc địa tiêu, địa hình sân bay, sử dụng thành thạo các trang bị hiện có, đánh trúng mục tiêu ngay từ loạt bom đạn đầu.